Thì loáng thoáng nghe cái đâu đây thì cũng có AQ ở trong này phải không? AQ vô đây rồi đi chưa không biết. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Dạ, mấy cái chủ đề nó chán bỏ mẹ, nó thấy nó sợ. Thì mình thấy bà này bà lên bà nói như vậy thì nói một cách để mình hiểu về vấn đề, nói về cách nhân văn thì mẹ thì ai cũng muốn để thương con. Dạ. Có những cái mà nói chung là một cách là chạy tội cỡ nào cũng được, như đàn bà thì không biết làm thế nào, rồi phần thì coi như là có thế lực thù địch nó bơm vô, nó xúi, nó làm những cái này, mặc Dạ, dù kích động. kích động mình biết cái chuyện này nó xưa đắc xưa lơ, đâu có gì đồ mới. Tôi nhớ ngày xưa cụ Huy Hòa Vũ nè, rồi Điếu Cày nè, rồi cái gì Trần Quỳnh Duy Thức nè kia, tất cả buồn cười lắm. Cái gì nick buồn cười nhất là cái thằng cụ Huy Hòa Vũ, nó tuyệt thực mấy chục ngày thân nhân là cũng kêu ca sum rồi hoàng. Lúc mà khi mà công an phân công bố cái đoạn video mà anh đi lấy thức ăn đến ăn ở trong trại giam, mày nhớ đủ anh đi đéo nổi luôn mày, đủ má nó Bọc bọc quá. lù bọc như heo, đủ má đi ục à, mà bây giờ thì dòm lại hình bên này thì nó xuống quá rồi, xuống sắt rồi, ốm rồi, gầy gò thì không gầy gò nhưng mà đó nói một cách khác là nó ốm hơn người xưa rất là nhiều. Qua đây Gọn thì lại đúng không? Gọn lại. nói chung là không còn bể vệ như ngày xưa nữa. Rồi ngày xưa đi đi giống như con heo rồi, rượu má mà nó dám nói nó rượu nó tuyệt thực mấy chục ngày. Cái chuyện đó thì mình rồi gì thằng Hải Điếu Cày thì trong kia cũng do mấy cái đài cà chớn này đu RFA này kia cái rồi nó tuyên truyền bậy bạ. Ông nói thằng kia bị chặt hết một cái một 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 một, một, một cánh tay rồi, đủ tự rộ qua đây đủ cánh tay rồi nó mọc lại, tao không biết nó còn đủ. Có một bà tố cáo đó là cũng gì đó mà bà mất hết mấy chục ngàn đô là bởi vì bà thấy tội nghiệp quá bà gửi tiền về đủ bà cho sao đó. Mình ra có một cái bà kỳ kiều bên này nè, khi ra sân bay đủ bà này bà chạy tới rờ đủ má sao hai bàn tay nó còn nguyên à đủ. Rồi đúng kiểu là bà bị lừa à, có chuyện có thiệt thì Tự phép thần thông như như ngộ không có phép thần thông mọc tay đúng ra vậy hả, rồi, bao diễn đàn quỷ 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 con đi đại khái quỳ vậy, nói con chung hả, nghĩa quỷ là quỳ con con hay hả. đấy rồi vậy đấy. Tôi đâu biết thế nào là lễ độ bởi vì như cái đám này, này kia nó nói cái người dân trong nước đó, đa số những thằng mà lên chống đối những cái luận điệu như tụi này xuyên tạc thường thường là dân bò đỏ hả, bò đỏ hả gì Ờ, được dư luận viên gì đó thì mày dư đó luận là viên. đại khái là vậy. Thì mày là ngược, mày là khác, khác là chỗ là mày không phải Dạ. cái vụ đó, mày là quỷ con, đúng là Ra quỷ quỷ con, con. đúng đúng vậy đó. Đúng, Mốt thành đổi ra thành tên với đổi tên diễn đàn là kết nối quỷ con được không, được cái nào xong được được bố quan trọng quan trọng chuyện đó. Thì đầu lai thì tới giờ thì bố cũng nghe những Ngọc Ngạn rồi đã án rồi thì tiện mà rõ ràng thấy tầm phào không, mà tao mắc cỡ quá. Mày đưa cái mày đưa cái lời nói của tao lên tao thấy tao mắc cỡ quá, bữa đó tao cũng hơi cung hơi sưng sưng mà thiệt ngẫm đi ngẫm lại đúng mà đúng đâu có dối trái mà, bố đâu đúng nói sai mà đâu, đâu có sai nói đâu hoàn toàn đúng đúng bởi luôn. vậy. Rồi nãy có cái thằng Quang Lâm nó nói cũng hay đủ, thành ra nói Dạ. hết mẹ rồi, thành ra cái chuyện đó mình không cần phải bàn cãi thì Dạ. nó không bàn cãi mà nó thật sự. Tao nói cho mày nghe nè, cái gì vậy, lịch sử chứng minh và cái người viết sử cũng vậy nữa, theo bố tiên ba tao già rồi tao nghĩ vậy. Lịch sử là gì, lịch sử là tái hiện lại những sự việc có thật trong thời điểm thật, mày hiểu không? Dạ. Tới ví dụ như bị hồi đó tao tao viết từ tư của tao đi, ví dụ vậy thì tao cũng nói tao ở trời trời không thể nào giấu cái gì trời trời nữa hết, là bởi đó là có Đúng thật rồi. mà sao giấu được. Thì cái gì cũng vậy, lịch sử tái hiện lại có thật. Nói được cách khác tao đã nói nhiều lần, rất là nhiều lần, ở cái chiến tranh Việt Nam mình vừa giữa bên miền Bắc và miền Nam sau khi kết thúc chiến tranh á, tao tìm tòi tất cả những cái bức hình tương phản, tất nhiên là bức hình ngược lại của tao có Dạ. ở Đúng trên rồi. Google, những bức hình chiến tranh nó phản ảnh đầy đủ tất cả những cái chuyện mà ai gian ác, ai độc ác, ai tàn sát, ai chết nhiều người dân tình như thế nào, nó thể hiện đầy đủ. Mà cái này không phải là do người Việt Nam chụp mà do những phóng viên báo nước ngoài khi anh vào tham chiến ở Việt Nam nó vào làm phóng sự chiến trường nó chụp, bây giờ nó lưu lên trên cái kho tàng trữ là hàng cả mấy ngàn bức ảnh của chính Việt Nam đủ loại, kể cả những bức ảnh thảm khốc nhất và những người du kích chết rồi xe tăng lôi xác làm bị rỉu, nghĩa là nói chung là những hình ảnh tang thương
tao muốn nó hỏi, tôi nói là mày làm cho tao một cái, mày tìm cho tao một cái là phản ánh ngược lại. Ngược lại là gì? Ngược lại có nghĩa là mày đi kiếm cho tao một thằng dây cộng mà nó bắn dân nó treo cổ, hoặc nó chơi nói chung là treo giò, treo cổ, nó giết, nó cắt đồ, cắt cổ, mày làm ngược lại có không? Mà đưa tao coi thử. Từ xưa mấy năm nay tao hỏi nó hoài mà chẳng có đạo nào đưa ra được hết trơn. Kể cả thằng IQ, hãy luận tao nói sao bỏ đi chuyện xưa, bỏ đi. Nó bỏ sao được, mày không có xưa sao có nay? Không có xưa sao có nay? Không anh đi đi không không đưa trầu cao ăn hỏi đám cưới làm gì có con đủ cái gì hồi xưa vậy đó đủ phải không, phải có chối bỏ cứ muốn chối bỏ trách nhiệm không à. Đúng rồi, khổ vậy mệt lắm. Thì nói chung là diễn đàn ôi con hôm nay thì nói về chiến tranh nó cũ, cái chuyện này nó cũ rất rồi, cũng giống như kiểu nhà ta cũng khoái thằng Dư Viện nó nói một câu: ê thời xưa mà năm sau ngày 75 mà vượt biên, mày nghĩ chắc tàu hải quân bộ đội nhân dân Việt Nam bộ bằng gỗ hả? Đụ má tàu sắt không lẽ đuổi tàu sắt chắc là không đuổi được, má tàu hải quân không đuổi được ba cái xe tam bản của mày đủ, hả? Nhưng mà tại người ta muốn nắm mắt nắm mở, bởi vì khi tôi nói ngày khi con người ta muốn không 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 thể nào mà ngăn chặn được hết tất cả những cái người dòng người bị vượt biên, là bởi vì khi ta muốn thì không có cách này thì muốn cách khác. Thì có một cái rất tao nhớ kỷ niệm hoài, tao hồi xưa tao cũng trẻ mà, chứ vì đó tao cũng vượt biên theo kiểu ai vua không cần biết đủ, mà hay thấy có đường đi là tao đi theo thôi. Dụ mà bị công an du kích dí rồi mà chạy chết mẹ luôn được là một lần một tấn được. Có nghĩa là nói như vậy cho mày hiểu rằng cái tội đó không ai bồi bị bỏ tù cả, cái người nguyên bắt xong rồi dần bây giờ mấy bữa sau thả về thôi, đi về địa phương làm ăn đi cha, đủ mà không có được lãi tái phạm nữa nghe, để cái vậy răng đe thôi, chứ chưa ai bị ở tù vì cái tội vượt biên. Nó thẳng là không ai bị ở tù vượt biên cả. À, đúng rồi. Rồi điểm thứ nhất, điểm thứ hai cũng chẳng ai bắt buộc mà phải đi ra biển mà vượt biên cả. Người ta đã khuyên đừng nên đi, bởi vì thuyền to, sóng to thì nó mới còn chịu được, còn toàn nó ghe tam bản, ghe xuồng, ghe lá không đủ mà nhiều cái thảm, mà cái gì cái ghe bầu và nhỏ nhỏ. Nó đâu phải là cái xe đi ra biển, đồ ra bờ biển rồi bị bão tố, rồi bị cướp biển, bị hải tặc vậy kia, thì cái chuyện đó là đủ trò đủ kiểu đúng không? Đủ trò đủ điều đủ kiểu, thì cái đó là mình thấy bình thường, là mình cám cảnh cái nỗi đau khổ của họ thật, nhưng mà cái lỗi đó là do họ tạo ra, mình đừng họ tự quyết định mà. Bởi vì thằng Quang Lâm nó nói một người rất là chính xác, cái đó không đủ thừa cho ai được, người ta đã không cho đi mà cứ việc đi rồi bắt đầu thù hận, bởi ta mới nói là đủ, đâu có ai cản, đâu có ai bắn bỏ mày đâu, bắt buộc mày đi đâu, không mày đi đã, mày đi đã là cứ ra luôn ngoài khơi tất cả những cái sự rủi ro ám ảnh đủ, mà đâu có được quyền đổ thừa bị bãi, mày tự chịu trách nhiệm chứ, trời ơi lớn rồi, trên 18 tuổi trơn trời rồi đủ khổ. Thằng Quang Lâm nói cũng hài hước mà nó rất là chính xác rõ ràng. Ra không có chuyện đó, bây giờ mệt đi, không có còn chuyện xưa quá rồi, mấy chục năm là không còn có bàn cãi rồi nữa. Thì đứng lúc gần về và theo bố nè, cái đoạn clip nãy mà của mẹ đối tượng Lê Chí Thành đó, theo bố, góc nhìn của bố đó, là có phải là bà ta đang bị một cái rồi, tổ chức hay cái thành phần nào đó nó dẫn sổ mũ dẫn dắt không? Phải có một cái tổ chức. Bà này tôi nói nghe đàn bà mà đâu có biết video, đâu có biết làm live stream, đâu có biết làm gì cả, không có biết gì đâu. Có thể bà buồn rầu là gì, con cái bị phạm tội và vô tù, cái điều đó người mẹ ai người mẹ nào cũng vậy. Đủ còn con gà, mà thấy con gà con trời mưa nó xè cánh, nó xù, nó ao ủa, thì người mẹ nó cũng thương con cả. Thì nó lợi dụng cái điều đó và nó bơm vào, có sẽ có một thằng mở một cái phone ra vào nhấn vào cái nút là live stream, chứ bà nó mới biết con mẹ gì mà live stream. Kịch bản nó viết sẵn cho bà, hoặc là không nó đứng trước nó kêu chỉ rồi vô đọc nào đọc, là có nghĩa là như vậy, gào thét lên đó là có kịch bản và có cái sự có một cái âm mưu và dàn có, là có dàn dựng rõ ràng, chứ không có gì. Điều nhất, điểm thứ hai là có thế lực thù địch ở ngoài suối biểu. Mẹ tôi nói chứ không tự không đơn giản mà một đợt không đơn giản một đùng một cái là bà tự động, bởi già lớn tuổi làm gì có biết cái chuyện đó. Tao nói mày nghe, mà thấy rõ ràng hôm trước tao nói mày không, có một ông bạn già tao, ông nói không biết xài Facebook, ông muốn lên chơi tao, ông nói chuyện mà anh có Facebook không? Có chứ. Ừ, anh biết lên không? Hào không biết được. Họ là người lớn tuổi ta không cứ người ta không bị công nghệ làm khó dễ lắm, không có lên được đâu. Bà này đã làm suôn sẻ như vậy, đương nhiên cái clip đó là phải có người dàn dựng, phải có người sau lưng sau tay, chuyện đó mình không cần bàn tới. Khi bà nói cái câu đó là biết rồi, tao đã nói lần từ đầu, không có người mẹ nào mà không thương con cả, nhưng
nó lợi dụng cái sự người mẹ sinh con và nó làm cho cái xã hội xáo trộn. Thì tao nhắc đi một lần nữa, ngày xưa là Cù Huy Hòa Vũ nè, rồi gì nữa, Hải Điếu Cày nè, nó thậm chí những người nào ở tù còn nào còn lấy đồ hâm dữ lắm, rồi kêu kêu gọi nhân quyền dữ lắm, rồi bỏ đói tuyệt thực các cái, thằng nào thấy thả ra đủ nó mập như con trâu, đủ quá nó mập như con trâu đi không nổi luôn á, tới thẳng nó quái mâm lắm. Và những cái chuyện đó mà cả thế giới đều biết rồi, hết rồi, bây giờ chán. Mà hầu như bây giờ thiệt mày có cái chuyện mà nhân quyền của Mỹ mà đi bảo lãnh bên Mỹ những trường hợp đó thôi bỏ đi tám xưa rồi diễm đủ hoa là gì có nữa, bị thằng Mỹ coi như là bị gạt rất là nhiều lần, mẹ nắm nè đủ bắt tùm lum tà la bị lừa gạt đó đủ, thành ra Mỹ giờ nó ớn lắm. Với lại thứ nhất, thứ hai nữa là cái lời của ông, thứ nhất là Donald Trump, thứ hai là cái ông Joe Biden này, hình như là cái vấn đề ta hạn chế cái sự nhập cư, ta không có cái chuyện mà giống như ngày xưa nữa. Bây giờ họ đang đau đầu về cái sự mà nhập cư ở bên mẹ bức tường ở biên giới của mẹ với Mỹ nè, rất là rất nhức đầu lắm ở đó. Mà cái chuyện đó miễn đi đừng có mong mà đi qua bên đây mà để tiền hành chính trị nữa, xưa rồi đồ, mà từ ngày xưa từ anh chị thì cũng có một bàn tay lông lá của thằng The Voice mà nhớ không? Dạ đúng rồi, thằng, đúng rồi, bây giờ cái thằng đó sắp sửa đủ bá tán gia bại sản cùng tù tội tới nơi rồi, bồi thường thua kiện tùm lum ra bữa rồi tôi ghen tào lao biết ao, mà bây giờ nó đâu có còn cái vụ nữa đâu, thành ra giờ miễn đi mấy cái thằng nào ở bên Thái Lan rồi coi như ở đó bên rụt xương luôn đi đủ, bởi vì mạnh miệng lắm, tại vì nó nghĩ hồi xưa có cái thế lực sau lưng chống lưng đủ, mà em đúng rồi đó mày cái việc chữ đi rồi xong rồi tao cứ đưa tiền cho mày ăn đủ, mày giờ có tiền đéo rồi ăn ra mới thùng rác ăn đủ, má ra chữ dữ lắm, bây giờ hết chữ rồi bên Thái Lan người ta quải quải rồi, quải chạy đậu rồi đó, khổ giờ lắm. Khổ cái quay về cũng không quay về được, có thấy không? Đó, đúng rồi, khổ quay về cũng không dám quay về nữa. Cái đó rồi tôi hỏi mày cái đó là gì, lỗi cho ai? Đúng lỗi cho nó chứ lỗi cho ai? Không lẽ đừng thừa trên Việt Nam nữa à? Nhưng mà tự mày làm mày chống phá không được là bị suối biểu. Mày đi mày làm quá đi, Thái Lan tao nuôi đủ, má đó giờ cho mày bốc rác mày ăn đủ. Má bây giờ nó chí ché bên Thái Lan nó ngồi nó đấu tố nhau, nó chia tiền chia bạc lâu lâu có không được. Đứa nào dư tiền dư giả thì má nó làm đủ trò bươi sức ăn. Thấy gì đâu, thấy vừa tội mà vừa thương mà lại vừa thấy ghét đủ, má ngu si trần độ, trời tao khổ ghê mày, tao thiệt mày. Rồi bố con thấy rồi, bố chiếu lên những cảnh ở nước Mỹ thì con thấy nè, cũng là homeless đầy đường ba túy nghiện xì ke cũng đúng rồi, ơi, nó còn nó đầy chứ, nó đầy nó ghê gớm, nó tởm lợm ở Việt Nam. Thành phố cả một cái thành phố giống như xác sống vậy đồ, mà giống như là dùm bù gì dùm zombie thấy gớm không đi nào đi lết hết cả lát, trời ơi, mà đâu phải là một chỗ đủ nhiều ngon hẻm mà nhiều con đường cả một cái thành phố vậy, trời thì ghê gớm tàn là tao bởi vậy tao cũng không hiểu sao đủ người ta mà lạc vô chỗ đó mà tao ở thôi chắc chết cái đồ, mà không biết chừng tao nghiện luôn, tại vì đồ chung quanh mình là toàn là nghiện không à, mình không sống chung với nó là sống với ai đối với vậy ớn lạnh sống. Ê, mệt quá thì tao nói mày nghe cái chuyện mà của hầu như cái chuyện này tao nghĩ là nhà nước đã biết trước hết à, kịch bản hình như là họ đã tiên đoán được là những cái điều như vậy và họ không có khe, bây giờ nó không ai nghĩ thì chuyện đó đâu, mệt quá. Dạ. Việt Nam bây giờ. Nhưng mà ý là bố biết sao, ví dụ bố con mình lên những cái like như thế này thì ít ra là cũng đưa ra góc nhìn cho những người dân họ bị tác động á. Đúng, họ sẽ hiểu thêm đúng không, để họ đừng có bị sa đà vào câu chuyện tầm bậy tầm bạ kích động của những thế lực bên kia nữa. Thì đầu tiên mà từ ngày mà bố lên cái like, bất cứ lên trên internet này, lên trên Facebook này thì cái tâm nguyện của bố cũng vậy, bởi vì ở đây bố sống rất là lâu năm rồi, xong rồi bố hiểu được cái xã hội bên này, hiểu cuộc sống bên Mỹ rồi hiểu xã hội bên Mỹ, thì ở bên Việt Nam mình cũng có nhiều người họ vẫn mơ mộng hảo quyền của bên phương trời Tây. Cái đó là cái gì, đó là cái di chứng chiến tranh của thằng Mỹ để lại. Tao nói cho mày nghe, đó là một cái hậu quả cũng giống như kỳ đợt tiêm vừa rồi đó. À, người ta chứ không cần biết, đủ ba suốt Mỹ tao tiêm, suốt Trung Quốc tao tẩy chay. Cái đó là có lý luận của một những kẻ ngu si và những kẻ ôm đít ngoại bang, nó thẳng lại như vậy. Trong khi đó ở Sinopharm Trung Quốc, Cuba, các nước khác không gì chết, chờ rụng rúng. Nghe Nguyễn Quân nó nói đủ nó chờ riết đủ nó chết, lần chết mòn nó chết, bởi vì đâu có thuốc về, đâu có thuốc Mỹ, đâu có gì, nó viện trợ bao nhiêu thôi. Ồ má xong rụng, bây giờ tất cả trên Gòi Giáp đã rụng, mà chích Sinopharm mới rồi rụng, má chịu không nổi rồi chết mà chết rồi, chờ chết rồi, ngu. Ta đã nói từ lâu rồi, có nhiều cái buồn cười đó. Rồi nó sơ một chút xíu về vấn đề này nữa. Cái người Việt Nam nó buồn cười là thằng Nguyễn Quân nói đúng á, có nghĩa là cái đó là cái di chứng, cái di sản của
cái của chiến tranh Việt Nam bằng biển hay đâu mà bà nó đưa vào tham nên nó đi, thì tới bây giờ cũng vậy đó. Tao nói cho mày nghe là nếu họ ở Mỹ như tao thì cái chuyện đó tao không nói, bảo hộ cuồng tổng thống đưa cho mình tao không nói. Người ta ở Việt Nam, ở sống ở tại Gò Vấp, sống ở chung quanh những cái làng gì đó, có một cái bà kiểu vui đó. Trời ơi chị ơi, 3 4 bữa nữa là ông Trump bước vào trắng, ông làm tổng thống nữa rồi, mừng quá mừng quá. Trời ơi, đụng qua 3 4 người đụng hàng xóm chạy ra vậy hả, trời ơi, mừng quá. Mà ủa, chỉ có một tên mới không đụng đâu, một người có nghĩa là vậy. Nếu mà ở phương trời Tây á, đụng mở khoái Mỹ đụng phá bà, chị không không liên quan tới mình. Họ ủa, chị ở đây ở Việt Nam mà đồ chị đâu có một tên nhưng mà vui vui, họ vui vui đồ ai chả quýnh Trung Quốc, quýnh cái con khỉ đồ đồ như nhiều cái tiếu lâm đó về, có nghĩa là đó là cái gì, đó là cái di chứng mà nằm ngửa ăn sẵn từ hồi xưa bà Mỹ nó viện trợ Mỹ heo rồi quen nghe ông già bây giờ kể ui chi sướng mà rồi mà Mỹ nó qua đây toàn là đồ. Bởi vì sao nó đưa 100%, tao nói mà Việt Nam ngày xưa là không có sản xuất bất cứ một cái gì, không kinh tế bị lệ thuộc 100% Mỹ, cái gì cũng là gạo Mỹ, đồ ăn cũng cái gì đó. Nói chung là thực phẩm cái gì cũng là quân Mỹ lo hết, một trăm phần Dạ trăm mà là cái vì mấy đó tư là Việt Nam duy ngửa 100%, ăn nhà qua quen cái rồi. tư duy ăn nhờ quen rồi, đồ nô lệ quen rồi, hay cái gì cũng Mỹ là tốt. Mẹ bà đó bên Mỹ rồi biết cái hay gì ta, cái thằng thuốc gì chích, những cái thông tin mà khi mình chích mình bị sốc thuốc chết rồi giấu, hình như bên này nó lòi ra cũng 10 mấy ngàn người đó, 10 mấy ngàn người trong rẻ ít đâu là bị chích rồi bị chết á, thì nó cứ đổ thừa ông này ông bị này cái bị kia rồi bị vẻ đẻ khác chứ mình bị chết. Nhiều người thì tin mắt đi một lần nữa, chuyện nó qua rồi, bây giờ diễn ra mình coi như nó bình ổn ở thành phố Hồ Chí Minh, coi như là cái cơn mà dịch nó đã lắng dịu rồi, bây giờ nó xuống đi miền Tây rồi ở bên Đắk Lắk. Đúng rồi, ở Đắk Lắk, ở Bà Rịa thì nó bùng lại. Cái đó là gì? Cái hậu quả mà tao với mày đã tiên đoán trước rồi. Nhớ không? Cái miếng cái trước mình đi mà. Đúng rồi không? Thì chuyện hiện giờ những cái vùng quê đang bùng dịch đó, rõ ràng đó là những cái hậu quả mình đã tiên đoán, mình biết trước rồi, mình nói mình cũng không cần phải nhắc lại nữa. Ủa có An Nhiên đây nè, hồi kêu An Nhiên lên chơi. An Nhiên, chào con An. Tao cho tao nhiều gái quá mày, đủ gái đủ thứ chưa. Chào nhiên, chào lại tất cả mọi người Rồi nhé. rồi sao quên đâu nãy mày ham nói đúng cái gì miệng lên lo lo chọt chẹt không à, chứ chẳng chào ai chứ. Thôi chào lại diễn đàn nha, rồi chào lại mọi người ở dưới diễn đàn nha, thì cũng chắc đi lần nữa cái diễn đàn này là diễn đàn của Ngụy con ha, bởi vì chủ diễn đàn này cũng là con của Ngụy, con của lính Việt Nam Cộng Hòa, tao nghe nó nói vậy đó, tự Dạ. xử là vậy, thành ra đừng có đổ Đúng thừa, mà. đừng có đổ, đừng thì đừng đừng có đổ, nói ý đừng nó nói gì ta, bò đỏ rồi bướm bố rồi đó, Bò đỏ tao bưng không bô dư tao luận viên. đại khái là vậy đó. Thì tao Dạ. rõ ràng tao cảm thấy cái nào vui thì tao vô tao chơi thôi, mà cái nào mà cảm thấy là cái lý tưởng hoặc là cái đường lối của cùng cái Facebook của làm chủ diễn đàn đó mà hợp ý tao là tao vào thôi. Ở đây bố không Dạ. nói, bố nói rất là nhiều lần rồi, không có đất nước nào phát triển mà không có hệ lụy cả, cái điều đó mình chấp nhận, sửa thì sai không Dạ. quan trọng, nhưng mà tao rất ghét những cái thứ chống phá, Đúng rồi. bởi vì anh không phải là người Việt Nam, anh chống phá tôi chấp nhận tôi ok, bởi vì mày là cái lực lượng thù địch tao không nói, còn là anh là máu đỏ da vàng, anh là người Việt Nam mà anh đất nước anh không yêu quý, bởi vì cái chiến tranh đã qua đi nửa thế kỷ rồi, mình nhớ cái điều đó, nhớ kỹ thì đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta hiện giờ là Nam Bắc một nhà một nước nha, một tổ quốc, không có thứ dụ mà không cắt năm chia năm xẻ bảy, và ở đất nước mình hiện giờ không có cái lực lượng xâm chiếm, thì ta không có cái lý do gì mà vào đây mà để mà quậy, bố nó ghét cái đó vẫn còn ta tháng giống như kiểu như biết học ngàn nãy mày đứa này kia đồ, chuyện nó phải xa vời, chuyện tào lao, chuyện nó cũ xì rồi thiệt mày. Ông nhắc được một lần nữa, ông nghĩ ông ngoạn cũng tội, tội ở chỗ là khi ông dẫn vợ ông đi thì như vợ ông bị chết, vợ đầu tiên của ông á, đi, đi theo ông bị chết, cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của ông mình cũng thấy thương cảm, nhưng mà ông đừng lấy cái đó mà để ông gán ghép đổ tội cho cộng Đúng sản, rồi, bởi cộng mang sản cái nó lòng khi ông thù hận đi lại lôi kéo đó à, mang lòng thù hận rồi lôi kéo người đó khác vào câu chuyện của mình. đúng rồi, cái đó là bậy, bởi giống như thằng Lâm Quang Lâm nó nói đó, đủ chuyện là tầm bậy, lớn rồi tới 18 rồi không còn em bé đâu mà đủ thừa, Đủ trời ơi, khổ ghê đủ đi. tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi đúng bố, đủ tuổi chịu trách Đúng nhiệm hình sự rồi đúng rồi không? Dạ. đúng rồi được. Bởi vậy nên thiệt khổ ghê, nói thiệt không, anh phản ảnh với tính cách xây dựng ok, chỉ cái điểm sai ok đúng ok tao chấp nhận,
được thứ chó từ đầu nó thì mày từ gọn cây gọn cỏ mà bọc bì vỉa hè nó cũng chửi chứ đừng nói ở đó mà bởi tao ghét nữa, ghét hoài rồi có thể chữ hoài vậy đó. Đâu có làm có ông A Quy nói ghét đây chú ngầm có lính ngụy không ta, nghe mấy anh em cười đó nói chú là lần ngụy muôn đời vẫn lần ngụy thì đúng rồi, tao đâu có nói cái đó đúng rồi, tao nói nãy tao nói một lần nữa mày nói câu đó đúng là bởi vì trong sử sách hoặc là ngày xưa cái thời 1975 mà sau này thì thời mới giải phóng rồi thì nó có vậy giờ thời mà chiếm đóng ở khi mà giải phóng vào Sài Gòn thì lại bắt thành Sài Gòn nó vẫn nói một cái điều là đã giải phóng Sài Gòn rồi đánh cho bị cút gì đại khái gì đó thì cái chuyện đó vẫn giữ nguyên, bây giờ sẽ vẫn giữ nguyên, cái đó không thay đổi, ta cũng chấp nhận, ta không hề mắc cỡ, ta không hề mắc cỡ và ta cũng chẳng hề tôi, ta cũng đã từng nói mà ta nhắc lại vài cái hàng ngàn lần rồi, ở trong nước vẫn còn 1 triệu quân của chế độ cũ cũng là Ngụy quân, người ta cũng đâu bình thường, người ta có chuyện bị gì đâu, có chết tay đâu và người ta đã hòa đồng. Nhưng mà khổ cái nè, là chú cầm con nói chú cầm nghe là khổ cái. Đúng đâu đó cũng vẫn có những người nói Ngụy muôn đời vẫn là Ngụy, nhưng mà khổ cái như nè, có những thành phần Ngụy á mà khi nhắc tới á, trời ơi, dân Việt Nam ghét cay ghét đắng nó coi như cái con chó sủa chăng vậy á, nhưng có những thành phần cũng từng là Ngụy nhưng mà khi nhắc tới á, người dân Việt Nam rất là thương, rất là yêu quý, đúng chưa? Đó là sự khác biệt, đúng không? Đó là sự khác biệt á, chứ đâu phải đồng ý. Mình đã từng là Ngụy, có thể khi nhắc lại người ta không thích người ta gọi nữa cũng được, không sao. Thật ra cái vấn đề đó, cái danh xưng nó chẳng có ý nghĩa gì ở đây, chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ là cái con người, cái cách ứng xử giữa con người với con người, sống làm sao để người ta đừng coi mình là Ngụy. Còn vấn đề trên cái mặt gì đó xã hội là cái chuyện nó hoàn toàn bình thường, đúng không? Đó. Đúng rồi. Cho nên đó, đó ở đây phải nghe, ở đây mọi người theo dõi diễn đàn thời qua, mọi người phải rõ rồi nè. Hay nói cái câu ba que xỏ lá đúng chưa? Nhưng ba que khác à, xỏ lá là khác à, đúng không? Hai cái đó hoàn toàn khác nha, không có giống nhau nha, đúng không? Thằng A Quy thì không phải Ngụy, đúng rồi, bản thân A Quy không phải Ngụy, nhưng mà ông già của A Quy á là Ngụy, đúng không? Thì ba Quy bây giờ là Ngụy con giống tôi nè, hiểu không? Đó, vậy nó hồi nó khổ vậy á. À. Đúng rồi, ok. Hú hồn cái gì, hú hồn mừng quắt đuôi gì ở đây? Quắt đuôi. Khỏi quắt đuôi. Ở đây thì đúng không? Rồi, ở đây tao là lớn rồi, tao già là tao hiểu được điều đó. Tao cũng chấp nhận cái điều đó và tao cũng hiểu là ở cái chính thể của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó vẫn hiện diện ở trong miền Nam. Cái điều đó không, sự xác đã chứng nhận, không ai chối bỏ cả. Cái điều đó tao chấp nhận, cái điều đó quan trọng. Nhưng mà nhắc bình thường mà tôi nhớ rằng bình thường, nhưng mà xin nhắc lại cho nhớ một cái điều quan trọng là cái điều đó, nó đã biến mất 50 năm rồi, nửa thế kỷ rồi, nó không còn tồn tại nữa. Thì mắc mới gì phải đem ra mấy cái chuyện đó làm cho mình nhức đầu nhức cổ. Tao là con người hiện thực, mày hiểu không? Tao là vì đó ra tao sống bữa nay về ngày mai thôi, chứ tao không bao giờ tao sống gì quá khứ cả. Quá khứ không à, mình được bữa cơm nào. Không à, A Quy à, không à. Không à, không có trùng chung lý tưởng được à, đúng không? Một thằng mà xỏ lá, đúng không? Chứ một thằng là chống lại xỏ lá thì làm sao cùng chung lý tưởng được? Làm bậy chứ gì nhận bà con ông tào lao. nhận vơ. Quan trọng nhất là cái điểm này nữa nè, A Quy nè. A Quy là Ngụy con nhưng mà là gì? Người Mỹ gốc Việt, đúng chưa? Còn Thơ Quang là cái gì? Ngụy con, đúng không? Nhưng mà made in Việt Nam, đúng không? Nó khác biệt chứ. Sao giống được, đúng không? Giống sao được. Đó, thì sao giống được? Khác. Mà dùng cái chữ Ngụy con của diễn đàn này lên chứng tỏ là đừng để cho tụi bay chụp mũ rồi bò đỏ rồi bưng bô rồi các cái đó. Đây nhắc lại một lần nữa là ở đây diễn đàn này, người chủ diễn đàn này cũng là con của một người lính Ngụy, thế thôi, đơn giản vậy thôi để hiểu. Mà người ta hiện giờ đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh và người ta đang hạnh phúc và người ta hòa cùng dân tộc. Cái điều đó mới là điều ta đang nói thôi. Mà mẹ tôi đâu, ta vẫn mến cái diễn đàn này bởi vì họ nghĩ về một cái tương lai của đất nước. Chứ nó không phải như tụi bay tối ngày rượu mà đi kiếm cái chuyện gì mà dễ rắc gì cũng đem vô chửi bớt, kiếm cái gì thì cũng xuyên tạc, cái chó gì cũng xuyên tạc, cái điều đó tao không thích, thế thôi. Còn cái chuyện mà nói đúng ai là không chịu, bất cứ gì tôn trọng sự thật, đúng không? Ok, vậy là vậy đó. Rồi ok, thì có gì ai lên cho lên đi.
còn gì nữa không, còn gì đó đâu, thì nãy giờ cũng nói gì hết rồi. Thì xuyên qua cái diễn đàn của con thì tất cả mọi cái thì cũng ra em, rồi bây giờ nó nổi lên, bây giờ thiệt mày ở trong cái ở Việt Nam mình, cái xã hội Việt Nam hiện giờ nó cái này cũng là một cái lỗi của nhà nước mà, nó biết tại sao tự cho tự do quá trớn, cái gì ai mà hiểu rõ ràng quá trời quá đất luôn. Bây giờ trên thị phường là tin ông ghi gớm, ta mới hôm qua tôi bật cái phone lên có thằng nào nó xem vô, nó không phải cái xem mà cái trên Facebook có cái chỗ dấu mà giống vô play cái gì phát, tôi bật vô hết hồn. Ừ má, tụi nó đi xét mà nó còn đưa lên trên 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 Facebook luôn mày, chú má ghê thiệt, còn giới thiệu nữa đó gớm. Tại ta vì nó quá là lộng hành, nó thẳng là tự do đến mức độ hình như là quá trớn luôn, quá trớn luôn, còn hơn Mỹ nữa. Mỹ thì chưa chắc dám làm điều đó, nó còn live stream nữa mới là ghê chứ. Con cho bố coi cái này nè mới thấy rõ được, tức là lúc mà giãn cách đó, đúng không? Còn lúc giãn cách đó thì đòi hỏi cái gì trợ cấp thế này thế nọ, và khi bắt đầu về hạn giãn cách ra, ra cái tổ chức ăn nhậu như thế nào không hiểu, đánh nhau đâm nhau chết luôn. Cái clip Rồi. này do cái camera của khu phố cái khu ấy người ta quay lại, con mã cho bố coi nghe. Thôi đừng có nhận bà con nữa Quy, A Quy ơi, về nè. Bây giờ A Quy là muốn nhận bà con lắm đúng không? Thì rồi bây giờ cho A Quy cái kèm này luôn. Đó, chừng nào A Quy làm được cái điều này thì nói chuyện tiếp. Đó là gì? Bây giờ A Quy Rồi. khi nào A Quy không còn quốc tịch Mỹ nữa. Đó, đúng không? Không cần làm khó đâu, vậy thôi bây giờ mày kêu nó lên đi, nó nói sao mà tao nghe lọt lỗ tai được, có nghĩa là ở đây tao không hiểu là không binh nha, ở đây tao muốn nói là cái điều mày không binh Việt Nam gì cả, mày nói cho công tâm, mày nói sao mà tao cảm thấy là được, đúng thì đúng, sai thì sai, mày kêu mở lên mày thì ok, mày có cái thiện, nhưng mà tao biết rồi, hôm trước tao nói mày Đâu rồi rồi, ta? mày cái đầu của mày cũng bị nhuộm rồi, tao nghĩ chắc là nó sẽ bong chà không có được đâu, mặc dù ác xít ấy, được má mới tại rửa được, tao chỉ cần mày nói là ở đây tao tao là người Việt Nam, mày cũng là người Việt Nam, mày phải nghĩ cái điều cái hiện tình đất nước như thế nào, dân chủ làm sao, tự do làm sao, cơm ăn áo mặc làm sao, y tế làm sao, cái mà nói cho công tâm đi, và so sánh những cường quốc lớn, tao mới post lên cái trang của tao, có một cái chỗ mà những cái công trình của thằng Tàu mà Mỹ cũng phải sợ, rõ ràng phải công nhận ghê thiệt mày. Ở đây mình phải nói cái điều này rất là ghét, ghét là ghét vấn đề chủng tộc, có nghĩa là mày ăn hiếp tao hoài tao ghét, nhưng thực chất mình cũng phải nể nó cái là đủ, mà thằng Tàu quá giỏi. Mà bây giờ thậm Đúng chí tuần trước, tuần hai tuần trước á, thì như cái ông mà tổng thống của Putin á, của Nga đó, đã xác định rằng ngay tại thời điểm này thằng Trung Quốc là nền kinh tế đứng nhất thế giới, mà là ghê, đó là một vị nguyên thủ quốc gia đã khẳng định như vậy, mà thấy ghê không? Cho nên vì cái đây đó mọi người, mọi người cùng xem nha. Nè bố nhớ, chú ý kỹ nha mọi người, tới này từ cái clip này không có âm thanh, người ta cái camera của khu phố nó gây lại thôi. Tức là thấy vòng tròn đỏ không, là một người thanh niên từ ngoài đi vào, đi vào cái phòng đó và lấy cái nón bảo hiểm có dấu hiệu đánh nhau gì đó, muốn đánh nhau, chui vào nhà người ta đánh người ta hung hăng không, rồi ôm bụng đi ra đó, ôm bụng đi ra xịn à, xỉn gì con không biết có xỉn hay không, ôm bụng đi ra rồi chắc nằm ở đống đó là luôn. bị đâm mà. Rồi À thì đúng rồi, tự do quá trứng đó, có nghĩa là khi mà xả vàng ra ăn nhậu đó, cũng cố vô. cái lúc giãn cách đó, thì kêu làng kêu đất lên đòi hỏi thế này thế nọ, này gọi cơm no rửng mỡ đúng không bố Cầm? Đúng rồi đó, tôi nói mày nghe bà Đó thường thường ngộ lắm, mà cái Việt Nam là cái Việt Nam mà nó khóc, cái bà nãy bà mẹ của thằng cha Chí Thành là cũng không khác gì mấy cái bà kia, con về con tôi ở nhà ngoan lắm, nhưng mà thực chất nó là thằng ra cháu nó đua nhà ngoan xe, lắm, cháu nó nhà ngoan lắm, ôi trời cháu nhà em ngoan mẹ lắm. bảo nó cái gì rồi, nó nghe cái đấy nó không dám cãi em đâu, nó hiền lắm, tưởng sao công an còng tay đem vô hỏi nó giật đồ rồi kia kìa, rụng quá đâu có đâu, trời ơi con em nhà ngoan lắm đó, vậy đó đó là thì cái bà mẹ Quý Thành cũng không khác gì cái chuyện đó, có nghĩa là con mình binh vực tới nơi tới chốn, kệ mẹ còn nước còn tát đồ, thậm chí tao rành cái vụ đó quá mà khổ quá, bây giờ trái của thằng sai quên, phải của thằng sai, trái của thằng sai, nói chung là cãi cho bằng được
Bởi vì sao? Để muốn cố tình thì con mình nó nhẹ tội thôi. Nhưng mà thực chất đó là những người gọi là những người đàn bà có cái đầu óc đàn bà để mà lên phản biện để đến mà ngồi ra, nhưng mà tội nào thì ra tội đó, trành đành thì rất hay. Còn chuyện vu cáo trời ơi, chuyện này 4 tỷ 5 tỷ chuyện chuyện tào tào lao, người ta nhắc đi lần nữa đó. Còn Huy Hòa Vũ á, đủ tiền thực á, đủ như con heo đi không mổ nổi luôn, đủ đủ ra lãnh gom đủ, mà thấy rõ ràng rồi giữa dưới cây đó đủ mà rớt hết cánh tay, đủ qua bên kia tự nhiên mọc lại, đủ mà chuyện vui lắm được kìa. Ok thì bố xuống Không rồi sao đâu anh con Trường Huy Giang. lên đi, đâu có sao đâu, tụi tao nói ngán đó lâu gì là mệt quá. Ok nha, tao đi Dạ, cảm ơn chuẩn bố. bị để thôi chứ đi làm rồi.